Sáng ngày hôm nay 22 tháng 9, nhằm ngày 6 tháng 8 năm Canh Tý, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà đã cử hành lễ tạ pháp khóa an cư kết hạ Phật lịch 2564, dương lịch 2020 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức. Trước khi diễn ra buổi lễ, Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cùng toàn thể hành giả lễ tổ và niêm hương bạch Phật, tác pháp mãn hạ theo nghi thức truyền thống Phật giáo. Lễ tạ pháp có sự hiện diện của Chư Tôn Đức Ban trị sự hạ trường cùng chư hành giả tăng ni an cư tại ba địa điểm gồm trường hạ Trung tâm Văn hóa Phật giáo, trường hạ Trúc Lâm Hồng Lĩnh, trường hạ chùa Cảm Sơn. Tại buổi lễ, Ban trị sự các hạ trường đã báo cáo tổng kết 3 tháng an cư của chư hành giả trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Các hạ trường đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ thời khóa quy định, đoàn kết hòa hợp trong tu học, tạo nên chuyển biến tích cực tại địa phương có ít tăng ni tự viện. Dịp này, Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Ban trị sự nhắc nhở toàn thể hành giả khi trở về địa phương tiếp tục phát huy tinh thần hoằng pháp lợi sinh, đưa lời dạy của Phật đến với quần chúng nhân dân của tỉnh nhà.